Cô chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của OLM. Các em thân mến, ở buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung còn lại của văn bản Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga của tác giả Nguyễn Đình Chiểu nhé. Chúng mình cùng đến với phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết để tìm hiểu về nhân vật Lục Vân Tiên. Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết về nhân vật này, các em hãy cho cô biết Lục Vân Tiên được thể hiện là một người anh hùng như thế nào? Đúng rồi, Lục Vân Tiên được khắc họa trên hai phương diện, đó là người anh hùng đánh cướp cứu dân và người anh hùng trọng nghĩa khinh tài, ân cần, chu đáo. Chúng mình cùng tìm hiểu về phương diện thứ nhất, người anh hùng đánh cướp cứu dân. Có thể nói Lục Vân Tiên trừng trị bọn cướp là để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân. Chàng bất bình trước hành động ngang ngược của bọn cướp, xót thương cho những người dân lành bị ức hiếp. Và nhân vật này được khắc họa thông qua các phương diện như là lời kể, lời miêu tả của người kể chuyện và lời thoại của chính nhân vật. Thông qua những gì mà cô vừa gợi ý, theo em, nhân vật này hiện lên những phẩm chất và tính cách nào? Rất tốt! Thông qua lời nói, chúng ta có thể thấy được tấm lòng nhân hậu và tinh thần nghĩa hiệp của chàng. Còn thông qua hành động một mình đối đầu với lũ cướp hung hãn, tay không mà khiến lũ lâu la bốn phía vỡ tan, quăng gươm giáo mà tìm đường chạy, cho thấy lòng quả cảm, sự mưu trí, tài năng võ nghệ cao cường và tinh thần vì nghĩa quên thân của người anh hùng. Và thông qua cách kể, cách miêu tả sự việc và nhân vật, tác giả đã thể hiện lòng yêu mến, ngưỡng mộ và ngợi ca đối với nhân vật Lục Vân Tiên. Tiếp theo chúng mình cùng tìm hiểu về phương diện thứ hai, đó là người anh hùng trọng nghĩa khinh tài, ân cần chu đáo. Em hãy tìm chi tiết cho thấy Lục Vân Tiên là người anh hùng trọng nghĩa khinh tài và ân cần chu đáo nhé. Tốt lắm, những chi tiết cho thấy Lục Vân Tiên là người anh hùng trọng nghĩa khinh tài và ân cần chu đáo đó chính là những chi tiết. Sau khi đánh cướp xong, Lục Vân Tiên ân cần hỏi han người gặp nạn, điều này cho thấy tính cách tận tâm, chu đáo của chàng. Và trước lời tri ân, mong muốn báo đáp của Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên chỉ cười và từ chối, bởi vì đối với chàng, là việc nghĩa chính là bổn phận, trách nhiệm của người anh hùng, nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Điều này cho thấy tính cách hào hiệp và không vụ lợi của Lục Vân Tiên. Và thông qua lời kể, lời miêu tả của người kể chuyện và lời bộc bạch của chính nhân vật, Lục Vân Tiên hiện lên với vẻ đẹp nghĩa hiệp phóng khoáng, mang bóng dáng của cha anh hùng hào hán thuở xưa. Hình tượng Lục Vân Tiên gửi gắm tâm sự của Nguyễn Đình Chiểu, ước mơ về mẫu người anh hùng lý tưởng, có nhân, trí, dũng, kiêm toàn, quang minh chính đại, sẵn sàng xả thân trừ bạo và bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân. Chúng mình cùng bước sang phần 3, tìm hiểu về hình tượng Kiều Nguyệt Nga. Có thể nói rằng, nhân vật Kiều Nguyệt Nga được xây dựng trong sự sóng đôi với nhân vật Lục Vân Tiên theo mô típ trai anh hùng và gái thuyền quyên. Theo em, nhân vật Kiều Nguyệt Nga được khắc họa chủ yếu thông qua những phương diện nào? À đúng rồi đấy, nhân vật này xuất hiện chủ yếu thông qua ngôn ngữ đối thoại. Nguyệt Nga xưng hô với Vân Tiên là chàng, thiếp, quân tử, tiện thiếp qua lời kể khiêm nhường của nàng. Làm con đâu dám cãi cha, vì dầu ngàn dặm đường xa cũng đành. Và thông qua lời bộc bạch chân tình của Nguyệt Nga, xin cho tiện thiếp, xin theo cùng thiếp. Qua đó chúng ta có thể thấy đây là một người con gái hiếu thảo, đoan trang, khiêm nhường, dịu dàng và trọng ân nghĩa. Theo em, Nguyệt Nga thể hiện quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu về mẫu người phụ nữ như thế nào? Rất tốt! Nhân vật Kiều Nguyệt Nga thể hiện quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu về mẫu hình người phụ nữ lý tưởng, hiền hậu, nết na, khiêm nhường và trọng tình nghĩa. Chúng mình cùng bước sang phần 3 La Mã tổng kết. Trước hết là về nội dung. Tác phẩm ca ngợi người anh hùng trí dũng song toàn, diệt bạo trừ gian và bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân. Tiếp đó, tác phẩm còn ca ngợi lối sống trọng ân nghĩa và thể hiện khát vọng công lý, ước mơ về mẫu người anh hùng lý tưởng, cứu khốn phò nguy. Còn về nghệ thuật,
Trong văn bản này, chúng mình cần lưu ý đến nghệ thuật xây dựng nhân vật, tập trung khắc họa con người ngoại hiện, quan tâm tới ngôn ngữ đối thoại và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, mộc mạc, bình dị, gần gũi và sử dụng từ Hán Việt và điển tích điển cố khá nhuần nhuyễn. Các em thân mến, nội dung này cũng đã kết thúc bài học Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.